Đó là tầm nhìn của tạo hóa. Từ đây, từ khí, đất và nước, chúng ta sẽ tìm ra những bí mật của thác Niagara. Ở trung tâm Bắc Mỹ, các dòng nước hội tụ. Chúng được gọi là ngũ đại hồ là có lý do. Đây là lưu vực nước ngọt lớn nhất trên thế giới. 1/5 lượng nước ngọt trên toàn thế giới chảy từ hồ này sang hồ kia, rồi tràn vào một eo biển hẹp duy nhất. Đôi bờ thu hẹp dần, dòng nước chảy xiết hơn. Khối nước chảy rộng hơn 6.500 km2 bị dồn vào một dòng chảy hẹp đổ xuống vách núi. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất. Cứ mỗi giây lại có 1.500 mét khối nước đổ xuống từ vách núi tạo thành thác Niagara. Chúng ta nghĩ về nó như nghĩ đến Gibraltar hay đỉnh Everest như một thứ trường tồn và ổn định mãi mãi. Nhưng thực tế, cuộc đời của thác Niagara rất ngắn và dữ dội. Nó là một cái vạc năng lượng hừng hực thiêu cháy chính mình. Vậy câu chuyện về thác nước này là thế nào? Nó còn tồn tại được bao lâu nữa? Hôm nay các nhà khoa học đang cố gắng giải mã rất nhiều bí mật về thác Niagara. Niagara thực tế là hai thác nước, một ở Mỹ và một ở Canada, tạo nên cảnh tượng kép. Thác ở Canada được khéo léo đặt tên là móng ngựa. Thác thu hút khoảng 11 triệu người mỗi năm. Dù già hay trẻ, khách tham quan đều thừa nhận rằng đây là một trải nghiệm để đời. Nhưng không có gì ở kỳ quan thiên nhiên này là tự nhiên cả. Niagara là gì? Thời gian đã biến thác nước này thành một kỳ quan công cộng. Trong 10.000 năm, thác nước thuộc về người Mỹ bản địa. Đầu tiên là người Paleo-India, cư dân của dân tộc Iroquois vĩ đại. 3 thế kỷ trước, họ mới chia sẻ bí mật của mình. Năm 1683, cha Louis Hennepin là người đầu tiên nhắc đến thác nước với thế giới bên ngoài. Người châu Âu không thể hình dung về Niagara qua những thác nước khác trên thế giới. Trong những thế kỷ tiếp theo, người dân vùng biên giới, những người chinh phục và cả du khách theo chân các nhà thám hiểm đến đây. Họ vô cùng lãng mạn với mong muốn tìm được khu vườn Eden của thời hiện đại. Thác Niagara trở thành nơi đầu tiên có cầu treo đường sắt, vườn quốc gia đầu tiên của Mỹ, và là một trong những điểm thu hút khách du lịch thực sự ở Bắc Mỹ. Thác nước trở thành phông nền cho màn trình diễn xiếc phức tạp nhất thế giới. Họ đi qua thác với những chiếc xô đựng đào trên chân hay đi bằng xe đạp. Blondin vĩ đại còn cõng cả quản lý của mình trên lưng nữa. Một vài người đã đi bộ qua thác Niagara trên mặt nước qua những tảng băng. Gió lạnh thổi định kỳ làm mặt nước Niagara tạo thành những khối băng lập thể, kích thích máu phiêu lưu trong mỗi người.
Ngay cả dòng nước ở thác đôi khi cũng đóng băng. Khi băng tan ngày một nhanh hơn, cũng là lúc có nguy cơ bị mắc kẹt lại trên tảng băng. Có người bị cuốn đi, có người đã bỏ mạng, nhưng cũng có những người trở thành huyền thoại. Người đầu tiên vượt qua thác trên một chiếc thùng gỗ không giống với một kẻ liều mạng chút nào. Annie Taylor, một giáo viên 63 tuổi, cô chỉ dùng một chiếc thùng tonneau bằng gỗ sồi và một chiếc lốp xe đạp để chứa oxy. Và cô nói, đừng nên làm như vậy. Nhưng 15 người khác đã làm theo. 10 người sống sót, họ vượt qua thác trong những chiếc ống và chống thép. Họ khiến đám đông sững sờ và họ chết trong đơn độc. Thác nước là đối tượng để chinh phục. Đối với ngành du lịch và với cả khoa học, Niagara là một nguồn phát điện và một thế kỷ trước, các doanh nhân đã bắt đầu khai thác nó. Tại đây, Thomas Edison đã từng cố gắng tạo ra một loại năng lượng kỳ lạ có tên là điện. Và cũng tại đây, Nikola Tesla đã vượt qua Edison với phát minh dòng điện xoay chiều. Nikola Tesla a expérimenté les principes du courant alternatif. Ông dự đoán thác nước này có thể cung cấp đủ điện năng cho toàn bộ ngành công nghiệp Mỹ. Các nhà máy mọc lên như nấm hai bên bờ sông. Thương mại giống như du lịch đang tái định hình dòng thác. Nhưng Niagara chứa đầy thách thức. Năm 1938, cầu Trăng Mật, vốn từng là một chiến tích trong giới kỹ sư, giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào dòng nước. Băng đã bám lấy trụ cầu, từng cm một, băng lạnh đã đánh sập cây cầu. Trong 75 ngày, khung cầu méo mó nằm dài dưới sông cho đến khi bị dòng nước cuốn trôi. Năm 1954, mỏm đá hùng vĩ ở công viên Prospect Point đã từng là một nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp. Với trọng lượng 185.000 tấn, mỏm đá này là vật lớn nhất từng bị sụt lở ở đây. Hai năm sau, Niagara đòi lại vùng bờ sông bằng cách cuốn trôi nhà máy thủy điện lớn nhất Mỹ lúc bấy giờ, nhà máy Skookop. Một số vụ tàn phá như thế này đã được cảnh báo trước. Phong động là một lối đi lát gỗ đưa du khách xuống đáy thác Mỹ. Nhưng mỗi năm, mùa đông lại phá hủy lối đi này và người ta lại xây dựng lại nó vào tháng 5. Một mùa du lịch khác lại đến, phong động được xây dựng thủ công lần thứ 74. Dù có cố gắng chinh phục đến thế nào, Niagara vẫn là một con thú hoang hay thay đổi. Một thế kỷ trước, chúng ta quyết tâm thuần hóa thác nước này. Giờ đây, chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải hiểu nó trước đã. Keith Kindler là một nhà địa mạo học.
Trong suốt 20 năm, anh chỉ nghiên cứu một đề tài duy nhất. Thác Niagara là một người bạn cũ mà bạn có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Một người bạn ở không xa lắm. Tôi có cảm giác rất dễ chịu khi có một quá trình địa chất, một kỳ quan thiên nhiên cứ hiển hiện ở đó chờ ta khám phá. Đối với các sinh viên của Tinh Lơ, một chuyến tản bộ xuôi bờ sông là một chuyến đi tìm về quá khứ. Hang động này được tạo thành do những dòng chảy rất mạnh cuốn theo sỏi đá đập vào bờ, có thể khiến vỏ trái đất phải mở ra. Như vậy thì những dòng nước đó phải mạnh đến thế nào? Cũng sức mạnh ấy đã tạo ra hẻm núi Niagara. Dù bạn có tin hay không, thì đây cũng là một sản phẩm khác của thác nước. Qua 5 tháng, bản thân thác nước cũng di chuyển dọc theo hành lang này, từng chút một khi nó ăn vào thượng nguồn. Đây là nơi sinh ra thác Niagara, cách vị trí hiện tại 11 km về hướng hạ lưu. Từ đây, theo thời gian, nó lùi lại như một con dao cắt vào vỏ trái đất. Đối với các nhà khoa học, hẻm núi này là một manh mối. Khi tạo thành hẻm núi này, Niagara đã phơi bày ra một lớp cắt ngang của lịch sử cổ đại. Niagara đã tiết lộ những bí mật của trái đất. 440 triệu năm trước, những xáo trộn khí hậu đã gây ra biến đổi trên lớp địa tầng và sự tuyệt chủng hàng loạt. Hãy nhìn vào khoảng thời gian khi cả khu vực này vẫn còn chìm trong nước biển. Những mẩu bùn gắn trên đá là kết quả của một trận động đất hoặc của một vụ va chạm thiên thạch. Năm trước, khu vực này nằm ở phía nam đường xích đạo. Đó là một đường quét bị hóa thạch sau một trận thủy triều nhiệt đới. Một góc nhìn khác về quá khứ do Niagara tạo thành. Sức ăn mòn của thác nước đã trở thành một mối lợi cho các nhà địa chất học. Thế nhưng, trong khi tiết lộ lịch sử trái đất, nó đã xóa mờ dấu vết về lịch sử của chính nó. Câu chuyện cuộc đời của thác Niagara thế nào? Để tìm được câu trả lời, cần phải có những suy nghĩ cải cách. Ban đầu, người ta thậm chí không biết rằng chính thác nước đã tạo thành hẻm núi Niagara. Phát hiện này được nêu ra khoảng năm 1760 và trở nên rất hữu ích cho những phát hiện mới khác. Các nhà địa chất học tâm linh dựa vào kinh thánh để giải thích lịch sử tự nhiên. Họ tin rằng thế giới được hình thành như ngày nay là do những trận đại hồng thủy và lụt lội. Theo kinh thánh, trái đất mới có 6.000 năm tuổi và một trong số những bằng chứng chính là Niagara. Họ nói rằng hẻm núi hình thành trong một thời gian ngắn hơn. Hãy cùng đến với địa chất học hiện đại. Charles Lyell đến Niagara năm 1841 với một cách tiếp cận triệt để. Để biết được tuổi và lịch sử trái đất, Lyell nghiên cứu đá thay vì đọc kinh thánh. Ông đọc được đặc điểm của các tảng đá. Ông đếm những vết xói mòn chậm chạp và ổn định. Chính ông đã gợi cảm hứng cho Charles Darwin về việc có thể quan sát được những tác động của tạo hóa. Về tuổi của thác nước, ông mạo hiểm đoán rằng hẻm núi được hình thành trong 35.000 năm, lâu gấp 6 lần tuổi thọ trái đất mà người ta dự đoán lúc đó.
Lien đã bác bỏ địa chất tâm linh học bằng cách mô tả hoạt động sôi động của Niagara, nhưng ông không có cách nào xác nhận tuổi của dòng thác.